Vâng, điện tử Tâm Hoa xin chào toàn thể các bạn đam mê âm thanh trên khắp mọi miền tổ quốc. Và tối nay điện tử Tâm Hoa có về được hai cặp loa B3X12i. Vâng, điện tử Tâm Hoa làm một video clip thông báo đến toàn thể các bạn đam mê âm thanh trên khắp mọi miền tổ quốc. Ở đây là hai cặp loa B3 hàng bãi xịn, có được trang bị một chiếc bát 30, một chiếc kẹt. Vâng, bát có từ 17 côn 76. Vâng, thương hiệu người Đức đem đến một chất âm cho người Việt. Vâng, chất âm rất là hay với dòng X12i. Vâng, bên điện tử Tâm Hoa về được hai cặp. Với dòng X12i thì nó đem đến một chất bát rất là hay. Các quý vị và các bạn cũng có thể dùng với cặp loa này vào những không gian phòng khoảng chừng 40 vuông, với một dòng loa X12i công suất lớn. X12i giải tần từ 45 Hz đến 18 kHz, công suất mỗi thùng là 300W, độ nhạy 95 dB, trở kháng 8 ohm, và cân nặng là trên vỏ thùng là 27 kg. Và hai cặp dòng B3X12i thương hiệu của người Đức, một chất âm rất là hay đem đến cho người Việt. Vâng, với cặp loa bãi xịn B3X12i, vỏ thùng cục vách còn đẹp. Điện tử Tâm Hoa báo giá cho các bạn là nó có tầm giá là tràn 14 triệu. Vâng, tràn 14 triệu một cặp loa B3X12i. Vâng, vừa vậy. Vâng, có hai cặp. Vâng, điện tử Tâm Hoa cũng làm một video clip ngắn đẩy lên để thông báo đến toàn thể các bạn đam mê âm thanh và yêu ca hát trên khắp mọi miền tổ quốc. Vâng, đến đây điện tử Tâm Hoa xin thân ái chào tạm biệt toàn thể các bạn tại đây. Vâng, điện tử Tâm Hoa luôn luôn chúc toàn thể các quý vị và các bạn có một sức khỏe dồi dào. Vâng, xin chào.